Khi phố phường ngập tràn không khí những ngày Tết cận kề, cũng là lúc người lao động ngổn ngang với những mối lo công việc, thu nhập, chi tiêu đi lại ngày Tết. Nỗi lo ấy dần trở thành gánh nặng với những người tha phương cầu thực, khiến họ phải đau đầu suy nghĩ để rồi quyết định ở lại ăn Tết nơi xứ người. Chú là hình như cũng hai mươi mấy năm chưa ăn Tết ở quê, cũng vì là kinh tế vô này tha phương cầu thực thì nói chung làm được bao nhiêu rồi, như mấy chú thì bán nói chung lòng này đường ấy như cơm bữa hàng ngày đó, chứ không có điều kiện để mà ra. Rồi vé xe tàu Tết là vé khi nào cũng cao hơn ngày thường nữa, mà cô ra thì ra, ví dụ đời ra Tết thấy vé để rẻ rẻ mà ra, mà ra khi đó là hết Tết rồi. Năm nay tôi không về quê Tết, ở lại trực để mình kiếm thêm đồng lương, tại vì vé thì nó cũng hơi đắt, 3 năm rồi chưa về quê. Lì xì, quà cáp dịp Tết vốn mang nhiều thông điệp tốt đẹp như lời chúc may mắn đầu năm. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, lì xì hay quà cáp những ngày Tết lại khiến nhiều người đau đầu suy nghĩ và dần trở thành một gánh nặng. Để rồi, họ lựa chọn ăn Tết xa nhà chỉ vì không đủ khả năng kinh tế. Như trường hợp của ông Nguyễn Minh Tuấn, hiện là bảo vệ cho một shop thời trang ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ông không dám về quê vì nỗi lo tiền đâu lì xì cho những đứa trẻ trong gia đình, tiền đâu mang quà thăm bạn. Giờ Tết này đi, bị gì tôi tính về, định về quê, nhưng mà về quê thì con cháu đông quá, rồi mình Tết nhất rồi mình phải đi ra đến bạn bè bà bạn, rồi mình phải lì xì con cháu chơi vui vẻ anh em, nhưng mà mình yếu tiền thì mình ngại, cái điều đó khiến mình không dám về quê. Nỗi lo của ông Tuấn cũng là niềm canh cánh của nhiều người lao động khác. Quà Tết thì nó có nhiều, lâu lâu mình ra thăm cậu cô hoặc có gì dường ấy, mình cũng có chút đỉnh lì ba lì xì giống như đó để hoài lên mừng tuổi mấy cô mấy cầu đó rồi, mà không có đủ khả năng để rồi ai cũng muốn nha, rồi buộc thế là ăn Tết trong này. Không chỉ những người ở lại mà với những người trở về quê dịp Tết sắp đến, họ cũng chung nỗi lo tương tự. Trường hợp chị Phạm Thị Ngọ quê Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm chị không về quê ăn Tết. Năm nay, chị may mắn là một trong nhiều người được Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh Niên Công nhân thành phố Hồ Chí Minh và nhãn hàng Omo tổ chức chương trình chuyến xe mùa xuân hy vọng 2024 đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn với vé xe 0 đồng. Chị vui mừng khi sắp được đoàn tụ cùng gia đình, nhưng chi phí tàu xe chỉ là một trong nhiều khoản mà chị phải lo. Điện thoại kêu có vé cho chị về rồi, mừng chứ xúc động chứ, cứ sợ cứ không đủ tiền để đi về, lo lắng chứ đủ thứ ấy. Thì lâu lâu mình mới về, lì xì đủ hơn lẽ cháu thì nhiều, bắt buộc mình phải có để lì xì cho mấy đứa cháu mình chẳng vui với ba mẹ mình vui. Quà cáp có nữa, đâu đợi sắm chưa sắm gì hết á, mới sắm dần con bộ đồ theo kệ, có gì xài nấy. Tết rồi đó, về cứ về đâu dám đi đâu đâu, về ở nhà với ba mẹ vui chơi ít nữa rồi.